Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của kênh IC Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cổng thông tin soha.vn mới đây đăng tải bài viết của Trà Khánh với tựa đề Năm lực lượng hải quân mạnh nhất Đông Nam Á. Bất ngờ trước thứ bậc của Việt Nam, đây là bảng xếp hạng hạm đội quân sự của các nước ASEAN theo phương án dữ liệu của cổng thông tin Military Wiki. Tờ Sputnik của Nga đã phân tích bảng đánh giá này bằng cách xem xét dữ liệu kỹ thuật từ các nguồn mở và tham khảo ý kiến bình luận của chuyên gia phân tích quân sự Nga. Military Wiki xếp Indonesia ở vị trí thứ nhất trong khu vực về sức mạnh hải quân. Đúng vậy, quốc đảo lớn bắt buộc phải có hạm đội mạnh. Thành phần đội tàu là 109 chiếc. Trong số đó có các khinh hạm tên lửa lớp Mata Dinata do Indonesia chế tạo theo giấy phép của Hà Lan với tên lửa chống hạm Isocet MM40 SSM của Pháp, các khinh hạm Ahmad do Hà Lan chế tạo và các tàu hộ tống lớp Diponegoro với tên lửa chống hạm Isocet Block II, các tàu hộ tống Bung Tomo và Fatahua. Ngoài ra còn có 3 tàu ngầm diesel điện loại bogo đề án 209-1200 của Đức. Các tàu ngầm này được đóng tại Hàn Quốc và ở Indonesia sử dụng công nghệ của Hàn Quốc và được đưa vào phiên chế hạm đội từ năm 2017 đến 2019. Còn có thêm một tàu ngầm diesel điện Kakra. Chiếc tàu ngầm thứ hai cùng loại này là Nangala, cách đây chưa lâu bị đắm ngoài khơi Bali. Vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng được Military Wiki dành cho Hải quân Singapore với lời giới thiệu là lực lượng trẻ nhất trong khu vực, thành lập vào năm 1975. Số lượng tàu chiến không lớn, với 38 tàu, nhưng đáng gờm. Những tàu nổi hiện đại nhất là khinh hạm khó nhận biết, lớp Formidable, đề án F-3000, là Fayette của Pháp, với tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ, năm trong số 6 tàu được đóng ngay tại Singapore. Ngoài ra còn có các tàu hộ tống tên lửa loại Victory, đề án MGB-62 của Đức, tàu hộ tống loại Fearless do Singapore tự chế tạo nội địa mấy tàu ngầm diesel điện loại Challenger và Archer do Thụy Điển chế tạo, cũng như tàu đổ bộ mang trực thăng và các tàu quét mìn. Theo quan điểm của hàng loạt chuyên gia, về nguyên tắc, ngành đóng tàu của Singapore có khả năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Hải quân nước này. Đàm đạo với phóng viên Sputnik, nhà phân tích quân sự Nga Vladimir Kanozov tuyên bố, các tàu ngầm của Singapore là mẫu của Thụy Điển được cải tiến một chút mà đó là những đề án khá cũ. Thụy Điển chế tạo tàu ngầm từ lâu nhưng lại chưa bao giờ thuộc số các nước dẫn đầu thế giới về ngành này. Các thủ lĩnh trong việc chế tạo tàu ngầm diesel điện là Nga, Đức và Pháp, còn Thụy Điển chỉ ở vị trí thứ tư, thứ năm. Đội tàu nổi của Singapore thì thực sự khá mạnh, thuộc nhiều lớp khác nhau. Về phần này, hải quân Singapore rõ ràng mạnh hơn Việt Nam. Tuy nhiên không thể so sánh các hạm đội của các quốc gia khác nhau nếu chỉ tập trung định hướng vào lực lượng tàu nổi mà bỏ qua lực lượng ngầm dưới nước. Ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng của Military Wiki là Hải quân Vương quốc Thái Lan. Lực lượng cao niên nhất trong khu vực tồn tại từ năm 1887. Thái Lan là đất nước duy nhất ở Đông Nam Á có tàu sân bay của riêng mình. Chiếc Chakri Narabot, ông Vladimir Kanozov cho biết hàng không mẫu hạm nhỏ nhất thế giới này được đưa vào biên chế của Hải quân Thái Lan, thật ra chỉ là để duy trì uy tín của đất nước. Hiện giờ máy bay không cất cánh từ bong tàu này, mà nếu không có máy bay thì giá trị chiến đấu của con tàu bằng không. Xét theo đánh giá của hàng loạt ấn phẩm, chiếc gọi là tàu sân bay này đang được sử dụng làm du thuyền thượng hạng dành cho các thành viên hoàng gia. Ngoài tàu sân bay, Hải quân Thái Lan còn có khinh hạm mang tên lửa tàng hình. Humibon, Ayulaya, cùng các tàu tuần tra loại Ratanakosin, Khamrosin và Tapi. Tác giả bài viết trên Soha.vn lưu ý rằng Thái Lan lại không có trong biên chế bất cứ tàu ngầm tấn công nào. Bangkok từng có ý định mua một số tàu ngầm tấn công loại F-26T từ Trung Quốc, nhưng kế hoạch này đang bị tạm hoãn. Tuy nhiên, từ các nguồn mở có thông tin rằng, Chiếc tàu ngầm đầu tiên của Thái Lan đã được đặt đóng tại các nhà máy Wong Chan, Sim Building của Trung Quốc vào tháng 9 năm 2019, dự kiến hạ thủy vào năm 2022 và đưa vào hàng ngũ hạm đội khoảng năm 2023. Nhưng có lẽ đại dịch COVID-19 sẽ làm gián đoạn kế hoạch này. Trong bảng xếp hạng của military.wiki, Việt Nam đứng ở vị trí thứ tư. Liệu vị trí của Việt Nam có công bằng không? Hải quân Nhân dân Việt Nam mới đây vừa kỷ niệm 66 năm phục vụ, mốc thành lập chính thức là ngày 7 tháng 5 năm 1955, và Military.wiki xếp hạng ở vị trí thứ tư trong khu vực. Chuyên gia phân tích quân sự Vladimir Kanozov cho rằng, cách tiếp cận với thứ bậc của Hải quân Việt Nam là chưa khách quan công bằng. Ông lưu ý rằng, sở dĩ các chuyên gia của Military.wiki đánh giá thấp Hải quân Việt Nam là do xuất phát từ tiêu chí mà họ áp dụng. Một trong những nền tảng của Hải quân Việt Nam hiện đại có thể kể đến là 6 tàu ngầm tấn công diesel điện đề án 636.1 do Nga chế tạo. Tiềm lực chiến đấu của những con tàu này được đánh giá trên thế giới theo nhiều cách khác nhau. Hàng loạt chuyên gia phương Tây nói chung có thái độ coi thường tất cả các tàu ngầm diesel điện. Tuy nhiên, các tàu ngầm đề án 636.1 của Việt Nam có những ưu điểm lợi thế quan trọng. Tàu ngầm được trang bị vũ khí xuất sắc Lắp đặt những phiên bản sửa đổi mới nhất của hệ thống tên lửa Club S là phương án xuất khẩu của Calip, các phiên bản cải tiến của trạm thủy lực Robicon. Và các tàu ngầm này có độ ồn thấp, chạy cực êm, đến mức nhận được biệt danh là hố đen. Tất nhiên, các nước láng giềng của Việt Nam trong khu vực cũng có tàu ngầm diesel điện, ví dụ như Indonesia, nhưng đó là những chiếc tàu ngầm của đề án 209 Đức do Hàn Quốc hay do chính Indonesia đóng đều không thể so sánh được với đề án 636.1 của Nga. Tàu nhỏ hơn 2 đến 3 lần, không mang vũ khí tên lửa và bộc lộ lạc hậu về thiết kế. Với đầy đủ trách nhiệm, tôi tuyên bố rằng về tiềm lực của hạm đội tàu ngầm, Việt Nam vượt hơn Indonesia, Malaysia và Singapore một cách đáng nể. Theo quan điểm của ông Vladimir Kanozov, còn hàng loạt thiếu sót khác nữa khi so sánh hải quân để xếp hạng các chuyên gia phương tây thường đánh giá hải quân thuần túy dựa trên khả năng thực hiện chiến dịch đổ bộ ở khoảng cách rất xa so với bờ biển của nước họ ông vladimir kanozov nói việt nam có các tàu đổ bộ trong đó có những con tàu đóng từ thời liên xô không phải tất cả những con tàu này đều đảm bảo phẩm chất chiến đấu như đòi hỏi hiện nay thế nhưng liệu việt nam có cần tiến hành các chiến dịch đổ bộ quy mô lớn ở khoảng cách xa bờ biển của nước mình hay không Quả là Hà Nội đang có vấn đề với các nước láng giềng về những hòn đảo trên biển Đông. Đó là những hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi cách không xa bờ biển Việt Nam. Và nếu như tình hình xung quanh trở nên bùng phát trầm trọng hơn, có thể vẫn không cần đến sự tham gia của các lực lượng đổ bộ đặc biệt lớn. Những gì Việt Nam đang có là hoàn toàn đủ. Còn về lực lượng tàu nổi của Việt Nam, niềm tự hào chắc chắn không cần nghi ngờ là các khinh hạm Gepard 3.9 cũng được đóng tại Nga. Tuy nhiên theo quan điểm của chuyên gia, đây không phải là khinh hạm theo nghĩa đầy đủ của từ này, mà đúng hơn là tàu hộ tống tuần phòng hạm với trang bị vũ khí được tăng cường. Ông Vladimir Kanozov cho biết, tôi đã nghiên cứu các bài viết trên các phương tiện truyền thông Việt Nam nói về những con tàu này. Trong hàng loạt trường hợp, các tác giả phàn nàn về việc trang bị phòng không chưa đủ mạnh. Trên đôi tàu Gopak có tổ hợp tên lửa pháo phòng không Panma các tác giả của những bài viết đó đã không hoàn toàn chính xác khi nhắc đến các loại tên lửa phòng không dành cho tổ hợp này. Trên thực tế, tổ hợp có thể sử dụng đạn từ các hệ thống cũ hơn, nhưng khi đó nó sẽ không bộc lộ hết khả năng tiềm ẩn. Còn các tên lửa tiêu chuẩn dành cho Panma thì rất hiện đại và được đem xuất khẩu trong bộ tổng hợp. Chuyên gia cho rằng không thể bố trí trên g các hệ thống phòng không tầm xa uy lực như S-300 hoặc S-400. Thật là không sáng suốt nếu đòi hỏi rằng tàu tuần tra với mức tra nước tương đối nhỏ phải có khả năng chiến đấu hùng mạnh của khu trục hạm hoặc tuần dương hạm. Còn vũ khí tấn công của nó, tổ hợp Uran với hệ thống tên lửa chống hạm KH-35E, hiện đại và rất đáng gờm. Vì vậy trong lớp của nó thì gơ là con tàu xuất sắc và không thể coi thường khả năng chiến đấu của tàu. Đứng ngay sau Việt Nam, trong bảng xếp hạng của military.wikia là Hải quân Hoàng gia Malaysia trong thành phần tàu của lực lượng này có hai tàu ngầm diesel điện lớp Scorpene, đề án của Pháp, khinh hạm tên lửa loại Maharaja và Leq do Anh chế tạo, các tàu hộ tống loại Kasturi Đức chế tạo và Lapsamana Ý chế tạo. Các tàu hộ tống mang tên lửa tàu tuần tra loại Kerda có trang bị tên lửa chống hạm Harpoon hoặc Isoset MM38, MM40 Block 2. Thời điểm hiện tại, Kuala Lumpur đã khởi động chương trình hiện đại hóa hải quân với việc từng bước đổi mới toàn bộ thành phần tàu. Đã mua lô tàu tuần tra ven biển cỡ nhỏ, dự kiến sắm thêm mấy tàu ven biển LCS, 3 tàu đổ bộ MRSS và còn bổ sung hai tàu ngầm lớp Scorpion. Ở vị trí chót cùng trong bảng xếp hạng của military kia là Hải quân Philippines. Các tác giả xếp hạng cho rằng phần lớn các tàu chiến cơ bản của Philippines đều đã già cỗi lỗi thời. Trong khi đó những năm gần đây, đất nước này đã đầu tư khoản kinh phí khá lớn cho việc hiện đại hóa hải quân. Các khinh hạm tên lửa Joe Rizzo và Antonio Luna được mua từ Hàn Quốc. Các tàu được đóng mới hoàn toàn, gia nhập thành phần hạm đội từ tháng 7 năm 2020 và tháng 3 năm 2021. Vũ khí tấn công chính của những con tàu này là tên lửa chống hạm SSM 700K, Ha Song, C Star và ngư lôi 324mm K745 Blue sắc do Hàn Quốc sản xuất. Ngoài ra còn có các tàu đổ bộ cùng loại Talak và Davao Del Sơ được mua ở Indonesia. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.